Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin thông báo. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bay hiện tại trời có gió nhẹ, tầm nhìn tốt, nhiệt độ vào khoảng 30 độ C. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách. Ây yo, what's up, Sài Con đã đến Hà Nội rồi và đồng hành với Sài Con ngày hôm nay có Hoàng chứ ai. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn ở một quán bún mọc. Đây, tôi và Hoàng chứ ai đã đến quán bún thang. Thì lúc đầu bọn tôi định đến quán bún thang số 48, nhưng mà quán bên đó 5 giờ chiều mới mở cửa, cho nên là chúng tôi đã tấp vào quán số 40. Đây là bún thang của chúng tôi. Thì tôi không biết vì sao nó gọi là bún thang. Hoàng ở đây 3 năm Hoàng cũng không biết, cho nên là bọn tôi ăn rồi bọn tôi sẽ lên Google rất sau. Đây, tôi đã ăn xong tô bún thang của mình. Bún thang này có nước khá là ngon, nó là theo Hoàng nói là nước lèo. Tôi với Hoàng tính là ăn xong sẽ về ngủ, nhưng mà ăn xong sớm quá nên là Hoàng dẫn tôi đi ăn bingsu. Đây là lần đầu tiên tôi biết bingsu là gì. Bingsu là kem trong có hoa quả. Này ngon thật sự. Cái xoài này ngọt thật sự. Đúng. Tôi và Hoàng chưa được check in khách sạn, cho nên là tôi và Hoàng đã đưa nhau ra Hồ Gươm. Bọn tôi đang ăn ở cái bên cái nhà thờ lớn. Tính uống trà chanh nhưng mà đói quá nên bọn tôi qua đây chờ phô mai que. Đói quá mới ngủ dậy. Chị vào chị nhìn cho bạn áo hồng đi, tham quan luôn. Em ơi, một đứa một dán xoài của chị này, lấy tiền này. Khoái. Khoái đét. Đây, mình đang ở quán Trần Chanh. Đây là Trần Chanh 26 nhà thờ. Thì Trần Chanh nhà thờ là một địa điểm khá là nổi tiếng ở Hà Nội. Mình ngồi đây kiểu nhâm nhi Trần Chanh và ngắm cái nhà thờ. Đây. Làm miếng trà chanh thử nhá. Trà chanh mình rất giống nước chanh. Bán mùi chanh không? Ít mùi trà luôn. Hello, this is Sam, and Sam is eating pho with me. Xin chào. Hello. Sam is from Canada. Bọn mình đi ăn tối ăn phở và đây là phở Thìn. Phở Thìn thì ở gần hồ Hoàn Kiếm. How do you feel about Hanoi? I love it. I love it. So, are you planning to go to Tà Hiện? Tà Hiện trip? Yes. To drink beer? Yes. So when? When? I was there a few days ago, and maybe tonight. Who knows? Yeah. Okay. Tonight I'm planning to go to Tà Hiện too. Oh really? Okay. Oh, cool. Yeah. Cool. Well, I'll see you there then. Okay. See ya. Okay. Tình hình là Hoàng đi về khu quân sự của Hoàng rồi, cho nên là bây giờ tôi sẽ đi qua Tà Hiện và uống bia một mình. Tôi nghĩ là tôi sẽ không phải thực sự một mình đâu, tại vì đây Tà Hiện nhiều người lắm, mọi người vui vẻ thì tôi cũng vui vẻ thôi. Giang hồ bốn bể là nhà ai cũng là anh em hết thôi. Xin mời Cadmus. Tôi ngồi đây vì nhạc hay. Giờ này thì mọi người vẫn chưa đến đông lắm.
nên là kiểu đang còn nhẹ nhàng như nhà. Bạn tôi cứ sợ là tôi đi muộn quá hết bàn. Ok, tôi sẽ show cho các bạn là trước mặt tôi có cái gì.